Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà. Có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra và đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. Hôm nay, trong bài tin mừng, chúng ta lại một lần nữa đụng chạm đến niềm tin sâu xa hơn. Chúa Giêsu từ trong kẻ chết trỗi dậy. Trước sự thật lớn lao này, dẫu được Ma-đa-lê-na báo tin, các môn đệ không thể tin, vì từ trước đến nay điều này chưa hề xảy ra. Các ông vẫn sống những giây phút phập phồng lo sợ. Những gì các ông nghe từ những người phụ nữ yếu mềm không đủ cho các ông đặt vấn đề để lên đường kiểm chứng như Phêrô và Gioan. Nỗi sợ hãi kìm chân các ông trong phòng cửa đóng then cài. Những cuộc gặp gỡ Đấng Phục Sinh riêng lẻ không đủ để trấn an các ông, không đủ để củng cố đức tin non nớt thuở ban đầu. Sau biến cố của đồi Can-vê, sợi dây mong manh nối kết các ông là thất vọng và sợ người Do Thái. Muốn thay đổi các ông thì Đấng Phục Sinh phải hiện ra nhiều lần để các ông nhìn, thấy và nhận. Nhưng sự phục sinh của Chúa Giêsu không phải là biến cố lịch sử thông thường để các ông có thể nắm bắt Thầy mình như khi Thầy còn tại thế. Biến cố phục sinh là một sự kiện thực sự, một biến cố phức tạp, một mầu nhiệm gồm hai chiều kích bất khả phân ly, một chiều kích vượt lịch sử và một chiều kích lịch sử. Chính vì thế mà các môn đệ không nhận ra Đấng mà họ mới ngồi ăn mấy ngày trước, và ngay cả khi nhận ra Ngài, Ngài vẫn là kẻ xa lạ đối với họ. Chỉ khi Ngài cho thấy, họ mới thấy Ngài. Để cho các môn đệ đọc được ngôn ngữ đức tin, Đấng Phục Sinh phải áp đặt từ bên ngoài. Tuy thế, không phải mọi người đều tin như nhau. Trong số họ còn có kẻ hồ nghi. Tô-ma là bằng chứng của sự hồ nghi sâu xa này. Khi ông vắng mặt, Đấng Phục Sinh hiện ra, các môn đệ thuật lại, nhưng ông không tin Thầy đã phục sinh vinh quang. Ông đã tuyên bố một câu vừa thách thức,
vừa xem người nào đó và hay nói thẳng là người trong cuộc, có thể làm cách nào đó để ông tin. Điều mà ông nghĩ có thể khuất phục ông là mắt thấy, tai nghe, tay sờ đụng. Nhưng ông đã lầm. Đấng phục sinh khi chết, người đã về thế giới bên kia, Ngài đâu còn lệ thuộc không gian và thời gian nữa. Và lại, Ngài không phải là kẻ đã chết được trở lại sự sống đời sau này, như Lazaro, như người con gái ông Jairo, như con trai của bà quá thành Naim. Những người mà Ngài đã cho hồi sinh, những người này khi trở về cuộc sống trần gian, họ trở lại cuộc sống như trước, bị lệ thuộc bởi không gian và thời gian. Họ cũng phải già và chết như mọi người. Còn Chúa Giêsu, Ngài đã chiến thắng sự chết một lần cho tất cả. Sự sống của Ngài không phải là sự sống của thế gian này. Ngài không còn liên quan gì đến luật tâm lý và sinh lý của chúng ta nữa. Sự tương quan của Ngài với con người gần gũi hơn, thực sự hơn, rộng rãi hơn, sâu xa hơn và liên tục hơn ở mọi nơi, mọi lúc và mọi thời. Trong khi Lazaro vẫn còn là một người ở Betania, trong một nơi và một thời gian nhất định, còn đấng phục sinh chính là đấng đã bị đóng đinh trên thập giá ở đồi Canvê. Ngài đã sang thế giới bên kia, Ngài về cùng cha. Sự sống của Ngài không phải là sự sống của thế gian này nữa. Tôma, Ngài không biết sao, đấng phục sinh hoàn toàn khác trước. Khi còn tại thế, Ngài đến, chúng ta mới thấy Ngài. Để chúng ta không thấy thì Ngài phải ra đi. Bây giờ thì hoàn toàn khác, Ngài tỏ cho các nhân chứng thấy bất chợt, thình lình theo cách của Ngài. Bình thường Ngài vẫn có đó, thường hằng Ngài vẫn ở đó, nhưng người ta không thấy Ngài bằng con mắt trần. Ngài không đến, không đi, Ngài tỏ cho thấy và Ngài biến mất chớp nhoáng tại chỗ. Ngài không qua cửa mở hay đóng, Ngài luôn ở với con người dẫu con người không thấy Ngài. Đấng phục sinh ở giữa chúng ta, một trời mới, đất mới đã bắt đầu. Ngài vẫn ở bên ông Tôma nhưng ông không thấy. Chỉ khi nào Ngài cho thấy, lúc đó ông mới bừng cháy lên như hai môn đệ ở trên đường Emmau. Chắc ông còn nhớ cái ngày Thầy báo Ngài phải lên Jerusalem, thì ông nói với các môn đệ, nào chúng ta cùng đi để cùng chết với Ngài. Nghĩa là ông thề sống chết với người ông yêu mến. Tại sao hôm nay ông Tôma bỏ đoàn, để khi đấng phục sinh hiện ra với 11 thì ông lại vắng mặt? Khi môn đệ đoàn đồng tâm nhất trí kể về một niềm vui trọng đại, ông không tin, ông hồ nghi. Ông còn ra điều kiện với đấng có thể chộp bắt ông trong nháy mắt. Nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không thọc tay vào cạnh sườn người thì tôi không tin. Ông quả là một người táo bạo, một con người thực nghiệm. Nhưng Chúa không khiển trách ông, Ngài thông cảm, yêu thương và cho ông được như ý nguyện. Ngài đến và mời ông kiểm chứng. Khi thấy đấng phục sinh, lòng ông thế nào? Ngỡ ngàng, sững sờ, run lên vì vui sướng. Ông còn thách thức Ngài nữa không? Lúc này chắc đôi chân ông bủn rủn. Ông chố mắt nhìn Thầy đang đứng trước mặt với những lỗ đinh tay chân và cạnh sườn toạc rách. Ông run rẩy khi Thầy mời ông đến gần để sờ đụng. Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra và đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Quá sung sướng, quá cảm động, quá ngây ngất, ông đã gập mình xuống thật sâu để tuyên xưng niềm tin của mình. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Và bài học thâm thúy Chúa để lại cho ông cũng là bài học Chúa nói với chúng tôi. Vì con đã thấy Thầy nên con mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Hôm nay Chúa đang nói với mỗi người chúng ta,
những người đang lầm lũi bước đi trong đêm tối đức tin. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Chúng ta hồ nghi tình yêu Chúa trước những hoàn cảnh bi đát của cuộc sống không lối thoát. Chúng ta nghĩ Thiên Chúa bỏ chúng ta. Khi gặp bước đường cùng, chúng ta buông xuôi. Khi yếu đuối lỗi lầm, chúng ta thất vọng. Tất cả điều đó nói lên lòng tin non yếu của mình. Trong lúc chao đảo, hãy như Tôma thách thức Chúa với lòng yêu mến, để Chúa củng cố niềm tin cho mình. Hãy gắn bó với Đấng là đường, là sự thật và là sự sống bằng cầu nguyện, bằng cuộc sống kết hợp với Chúa. Vì lòng tin là đính kết với Đấng mà chúng ta tuyên xưng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Xin Đấng phục sinh cho chúng con cảm nghiệm niềm vui mà các tông đồ đã cảm nghiệm, để có thể can đảm ra đi làm chứng cho Đấng đã chết vì yêu thương chúng ta. Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Sai anh em để chiến thắng thế gian, sai anh em để chiến thắng khuynh hướng xấu, sai anh em để giữ những mệnh lệnh của Thầy, không phải như gánh nặng, nhưng như ách nhẹ nhàng. Đấng phục sinh sẽ luôn ở bên chúng ta. Bình an cho anh em. Tình yêu Ngài luôn
xin một đoàn dơ cao nến hướng về phía lòng Chúa thương xót đang tiến về lễ đài. Trái tim Chúa Giêsu, trái tim